Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền Trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vài giờ qua, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Định và Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Châu Bình 60,4mm Nghệ An, Hồ Đông Chùa 31,6mm Thanh Hóa, Lộc Thành, Bảo Lâm 88,8mm, Lộc Ngãi 47,8mm Lâm Đồng, Vĩnh An 82,2mm Bình Định, Gia Huynh 67mm, Suối Kiết 41,2mm Bình Thuận. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần như bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều huyện. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp đến tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Nhiều siêu bão có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo Bloomberg, trong những tháng tới, Việt Nam và Đông Nam Á có thể chứng kiến lượng mưa cao hơn bình thường, đe dọa gây thêm gián đoạn cho nông nghiệp, du lịch và sản lượng công nghiệp tại khu vực đã hứng chịu một loạt cơn bão vào năm 2024. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán lượng mưa cao hơn bình thường từ Philippines đến Việt Nam từ nay đến tháng 11, phần lớn là do hình thái La Nina, hiện tượng di chuyển nước ấm về phía Tây Thái Bình Dương và mang lại nhiều mưa hơn. Mưa nhiều hơn có thể cản trở các nỗ lực phục hồi ở Việt Nam, nơi đã bị siêu bão số 3 Yagi tấn công vào tháng 9, cơn bão tồi tệ nhất tàn phá Việt Nam trong nhiều thập kỷ, thiệt hại tới 40.000 tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam sẽ có lượng mưa cao hơn mức trung bình, bao gồm cả ở miền Bắc, miền Trung có khả năng chứng kiến tới 5 trận lũ lụt cho đến tháng 3 năm sau. Theo ông Takahisa Nishikawa, trưởng nhóm dự báo của The Weather Company, Việt Nam có thể hứng chịu nhiều cơn bão hơn bình thường cho đến tháng 4 năm sau, có khả năng gây mưa lớn với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự đoán có 60% khả năng xảy ra hiện tượng La Nina vào cuối năm 2024. Nhiệt độ bề mặt biển ấm hơn cũng góp phần vào sự phát triển của các cơn bão. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Singapore cho thấy khí hậu ấm lên dự kiến sẽ làm tăng khả năng hình thành và tăng cường bão gần bờ biển Đông Nam Á như Biển Đông. Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 10, nhiều nơi có mưa rào và mưa dông rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày 17 tháng 10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 16 tháng 10 năm 2024. Thủ đô Hà Nội, có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khi nào miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính nhưng dần về pha lạnh. Không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh từ tháng 12 gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Người dân cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Nhiệt độ trung bình tháng 11 năm 2024 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Ngoài ra, từ tháng 11 năm 2024 tới tháng 1 năm 2025, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn nhiều năm. Trung bình mỗi năm, Biển Đông có khoảng 2,8 cơn bão, áp thấp đổ bộ. Dự báo, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền tập trung nhiều ở Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, đề phòng khả năng hình thành ngay trên Biển Đông. Cùng đó, các đợt mưa lớn sẽ xuất hiện tại Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 11 năm 2024. Mùa mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường khoảng cuối tháng 11 tại Tây Nguyên và Nam Bộ, cuối tháng 12 năm 2024 tại Trung và Nam Trung Bộ. So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ trong tháng 11 năm 2024 phổ biến xấp xỉ. Một số nơi ở vùng núi thấp hơn 10-20%. Tháng 12 năm 2024 tới tháng 1 năm 2025 phổ biến từ 10-35mm. Tại Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 11 năm 2024 phổ biến cao hơn 10-30%. Trong đó, Bắc Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 12 năm 2024, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ từ 15-30mm. Các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến từ 50-100mm, Quảng Bình, Quảng Trị 100-200mm, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa 250-500mm, có nơi cao hơn, Ninh Thuận, Bình Thuận 30-80mm. Tháng 1 năm 2025, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-50mm, Hà Tĩnh có nơi trên 100mm, Trung và Nam Trung Bộ từ 50-150mm. So với các năm trước, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 11 năm 2024 cao hơn từ 5-20%. Tháng 12, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến từ 30-50mm. Một số nơi ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ 50-80mm, có nơi cao hơn. Tháng 1 năm 2025, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên phổ biến từ 10-20mm. Trong đó, Lâm Đồng có nơi trên 30mm, Nam Bộ từ 15-30mm. Miền Bắc mưa nối tiếp mưa, đợt mưa này kéo dài mấy ngày, khi nào có đợt nữa. Nhiều tỉnh thành miền Bắc nước ta đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ 7 giờ tối qua đến sáng nay, lượng mưa ở Đồng Tâm, Hà Giang là 52,8mm, Xuân Lập, Tuyên Quang là 115mm, Cô Tô, Quảng Ninh là 76,6mm, Quy Kỳ, Thái Nguyên là 63,6mm. Tại thủ đô Hà Nội, sáng nay trời cũng có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ. Một số nơi mưa rào, mưa khiến trời giảm nhiệt nên nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều nay ở Hà Nội chỉ khoảng 32 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội hoặc chênh lệch từ 1 cho đến 2 độ C. Dự báo đợt mưa này vẫn tiếp diễn trong ngày mai, ngày 16 tháng 10, nhưng đến chiều hoặc tối mai có thể giảm dần rồi hầu như chấm dứt vào ngày 17 tháng 10. Nhưng sau đợt mưa này, thời tiết miền Bắc cũng không quay trở lại trạng thái khô hanh mà độ ẩm tăng, trời trở nên ấm và ẩm. Theo dự báo hiện tại, đợt mưa tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 10 và kéo dài đến ngày 21 tháng 10. Đợt mưa này có khả năng diễn biến như đợt hiện tại, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa tập trung chủ yếu ở Tây Bắc Bộ và có thể ở các tỉnh thành ven biển, còn ở Hà Nội mưa ít hơn, thời gian mưa nói chung ngắn hơn. Từ hôm nay đến ngày mai và trong khoảng thời gian dự báo có đợt mưa tiếp theo, mưa rào và dông có thể xảy ra đột xuất vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Người dân ra ngoài nên luôn mang theo đồ che mưa và nếu thấy dông thì nên nhanh chóng tìm chỗ trú.